Hello các bạn. Các bạn biết không? Mấy ngày nay đó đi lượm ve chai đó thì không có lượm được cái gì cả. Các bạn biết tại sao không? Tại vì tụi nó đó đã biết những cái đường đi nước bước của em hết rồi. Cho nên bây giờ đó nó cho người ra lấy những cái ve chai hết, không cho em để con đường sống luôn. Thấy tội không? Bây giờ đó chỉ có nước á, ra đây nè. Nó ngấm dịch thấy chưa? Các bạn thấy không? Mấy con vịt nó ở đây đó, nó rất là hòa đồng. Nó không có lưu manh. Thấy không? Cho nên cái chỗ cái đất này đó là đất lành, cho nên nó không ai ăn thịt vịt hết. Nên mấy con vịt nó có nó mới gan như vậy đó chứ. Chứ gặp cái chỗ nào mà đất không lành á hả là mấy con vịt này nó bỏ chạy thấy bà nó luôn rồi. Thiệt đó nha. Cái nghề ve chai bây giờ đó cũng khó khăn ghê đó. Đi đâu cũng không có chai á, tại vì tụi nó đó nó biết cái đường đi nước bước của em hết, cho nó chặn đầu hết rồi. Hey, thiệt là mệt dễ sợ luôn. À coi nè, các bạn thấy không, con vịt đó, nó nằm như thế này nè, mà không có ai dám đụng nó hết. Tại sao? Tại vì chỗ này đó là chỗ lành, chứ gặp ở Việt Nam á hả nó đem ra nó mặn thịt nó làm nó cháo vịt hết rồi. À, các bạn coi vịt quá trời luôn nè, thấy không? Đó đây nè, vậy còn bên kia nó kìa, đây nè, đó thấy không, vịt quá trời luôn, thấy không, quá trời vịt. Ấy, ở đây có rùa hay sao vậy? À, không biết có con phải con rùa không nữa. Coi thử coi. Đúng rồi, hình như có rùa. À, ở đây có rùa đây các bạn ơi. À, nó chạy rồi. Ấy, hình như là con rùa và cá. Ấy, chà, con rùa đây này nè, các bạn coi nè các bạn. À, các bạn thấy không, cái chỗ yên lành như vậy đó cho nên nó không có ai tới phá hết. À, các bạn thấy không, vịt rồi đó họ sống một gia đình của họ rất là vui, rất là dễ luôn, không ai phá hết, họ cứ đứng tự nhiên không sợ ai bắt cả. Nhưng mà tự nhiên ở đâu có một đám người đâu tới thấy bà rồi mệt quá trời luôn rồi. Bây giờ đó cả cái nghề mà ve chai của em á cũng bị họ chặn đầu hết rồi. Họ biết mỗi sáng mỗi chiều đó nguyên ngày vậy đó em đi chỗ này chỗ nọ, cho nên họ cho người ra lấy hết cái chai của em, diệt luôn, không có cho em con đường sống. Thấy tội chưa? Đây, cái bọn mà lưu manh này đó chắc là người trong giang hồ hay cái gì rồi. Thôi mà không được, đứng ở đây nói xấu á tí nữa đó, các bạn biết không, nó cho nó thả mấy cái gì đó là chết cha em luôn đó. Bây giờ chắc em chạy vô xe quá, đứng đây hồi nữa không bị tụi nó giết cũng bị mấy cất dịch nó làm hôi chết. Thôi em đi đây. Ây da, wow. Nói thiệt chứ các bạn biết không, ở đây đó đất lành lắm các bạn ơi, không có ai đụng chạm tới ai đó. Nên nói mấy con vịt đó, nó còn sống còn vui vẻ nữa, các bạn thấy không. Hôm nay đó bị lượm không được cái chai ve chai nào hết, bị tụi nó mua chuột ve chai hết rồi. Tụi nó cho người đi lượm ve chai trước em rồi. Thí dụ như nó biết em 7 giờ sáng em đi lượm ve chai, mà 5 giờ đó tụi nó đã dậy nó ra để lượm trước rồi. Cái nghề ve chai này lượm được 300 cây vàng, cho nên đứa nào cũng bu nhau đi lượm hết. Mệt dễ sợ đó. Trời ơi, nắc. Nó nồng quá các bạn. Hôm nay là thứ 7 rồi. Cái này nước lạnh nha các bạn, không phải cà phê trắng đâu à. Em chưa bao giờ thấy cà phê trắng hết á. Đây, cái này mới là cà phê đen đây. Ngon lắm. Nói thiệt chứ, cái cuộc sống á, ai cũng muốn được giàu sang phú quý cả. Nhưng mà mình làm gì làm, mình phải làm cho con đường của mình cho nó liêm chính một tí xíu. Cho nên các bạn thấy đó, bây giờ đó rất là nhiều người rút tay khỏi giang hồ. Vì sao? Tại bị bọn họ hù quá. Các bạn biết á, có nhiều người á tới bị gõ cửa hăm dò ở chỗ này, bị trời ơi cái con quạ nó nhảy vô thùng rác luôn hả trời, đến nỗi mà vô thùng rác nó lục rác luôn rồi kìa. Như vậy đó, hèn gì bây giờ mình ế thôi mà. Công nhận cái tụi này nó hay ghê nha, nó cho quạ tới thùng rác lục luôn, làm em không kiếm được kiếm cơm nào hết. Chính xác, 1, 2, 3, 4.
bốn con quạ. Trời ơi, má ơi, hèn gì lúc này mình đi đâu mình cũng xui á, còn gặp quạ đen không à. Trả lời cốt truyện nha các bạn, thì các bạn cũng thấy rồi đó, họ đó, những người nào mà thương yêu các bé đó các bạn biết không, họ tới tận nhà họ gõ cửa, họ thăm dò, họ hù đó. Cho nên các bạn thấy đó, là những người mà đi thăm dò hù như vậy đó là các bạn biết là loại người nào rồi, chắc chắn là người trong giang hồ thôi chứ không phải là người bình thường đâu. Hay nếu như người bình thường đó, ai mà làm những cái chuyện đó, các bạn thấy không, đồng ý không? Thì bây giờ đó họ hù lên cái chiêu này đó, họ đã dùng mấy tháng trước rồi nhưng mà không thành công, bây giờ họ làm lại. Rồi hôm qua đó đang nằm ngủ giật mình có tin nhắn bắn cái trâu tới một cái, nói là YouTube có chuẩn bị sạp, làm em hết hồn tưởng chuyện gì. Ai nhà đâu là có người hỏi em á là tại sao mà có người á là bình luận vô á là nói là nếu như ai á mà thương các bé, nói tốt về các bé đó thì bị sập kênh YouTube. Sao em á thắc mắc sao kỳ vậy ta, YouTube nó có cái điều lệ này hay sao, thấy không? Đây, hôm nay em giải thích cho các bạn biết nha. Mệt thiệt các bạn ơi. Có cái bà mẹ bà đang đi tới, bà cũng mặc áo đen, nó lộn không phải áo đỏ. Em thì trắng trắng bật mặt kiến đen luôn. Bà vô xe rồi. Rồi bà đi rồi. Các bạn biết á, các bạn biết không, cả tổng thống Trump bây giờ đó, tổng thống Trump đó, rất là nhiều kênh YouTube ở trên YouTube đó các bạn, nói xấu về tổng thống Trump tùm lum hết, và cũng có số khen. Không lẽ bây giờ những người mà đi khen á là lại đi sập kênh? Cái đó thì các bạn có thấy vô lý hay không? Mà các bạn biết không, các bé đó làm sao nổi tiếng bằng ông Trump được, mà ông Trump còn bị người ta chơi chứ nói gì là các bé. Nhưng mà cái người cách chơi của người ta đó là người ta chơi theo liên minh chánh đại, không phải chơi theo kiểu lưu manh, không phải tới gõ cửa hăm dọ. Trời ơi, cái tụi lưu manh này các bạn biết không, họ tới đó gõ cửa tận nhà, ta đến thăm từng người, giờ nghe giống như Covid quá, sợ ghê luôn mình luôn. Nổi da gà hết rồi các bạn ơi. Thật sự cái thằng YouTube đó, nó cái luật, cái điều lệ của YouTube là như thế nào? Là như thế này. Mình thứ nhất, mình quay cho em á thì cái bình luận nó sẽ tắt hết. Thấy chưa? Nếu như mà cái kênh của mình á mà về trẻ em không á thì những cái bình luận nó sẽ tắt hết. Còn cái kênh của mình á không có về trẻ em mà vừa trẻ em mà vừa người lớn á thì được bình luận vô thôi. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là mình không được quay những cái bậy bạ, chẳng hạn như là những cái gì mà không hay. Không hay chẳng hạn như lộ thể hay này nọ gì đi ha, nó em nói đại khái như vậy đi, thì YouTube nó không có cho quay những cái thứ đó. Và mình không có cho mình ăn cắp bản quyền. Thí dụ như là cái kênh YouTube khác đó, họ quay cái video của họ, họ đăng lên YouTube của họ và họ đăng ký cái bản quyền trong cái đó là của họ rồi, mà mình lấy những một phút hay là bao nhiêu khúc trong đó đó mà mình đăng lên cái YouTube của mình đó thì là mình đã vi phạm bản quyền. Thì bên kia đó có thể kiện, nhưng mà sau này đó có mấy người mà người ta cho là tự xưng là thông minh đó các bạn, họ thâu vô cái những cái phim đó, họ quay lại, họ dùng bằng cái app để mà họ lọc cái tiếng ra, không phải tiếng thật, để cho con robot đó nó khỏi cần kiểm soát là cái đó là bản quyền của người khác người kia. Nhưng mà họ khai thai cái này, tuy rằng cái con robot nó không kiểm soát được, nhưng mà người ta có thể vào đó, người ta có thể đánh cái bản quyền trong đó bằng, nó gọi là manual, là mình tự làm lấy chứ không phải là tự động nữa. Còn tự động thì cứ con robot nó quét, còn giờ mình tự do đó mình đánh bản quyền cũng được, mình làm manual thì mình submit lên cái YouTube, mình đưa cái link đó lên đó đó, mình nói trong đó đó họ vi phạm bản quyền của mình, họ không xin phép mình, thì cái đó đó cái kênh đó nó mới bị. Còn mà cái vụ á mà đi thương người này thương người nọ mà binh vực hay chẳng hạn như vậy đó mà bị sập kênh á, cái đó hoàn toàn không có nha các bạn, đừng có sợ. Cái này là cái chơi cái tung quả mù để cho các bạn, nó hù các bạn thôi đó, các bạn đừng có sợ. Nhưng mà em đọc cái bình luận đó rồi, cái bình luận mà gỡ tới đó các bạn biết không, chờ tối qua gỡ ra chút, không thôi tí nữa em mù thiệt luôn á. Thôi mà không được, con mắt á nó vàng lắm. Lúc này con mắt em nó làm gian thần á, các bạn thấy không, nó nhìn ác rồi chưa, nó nhìn gian lắm, cho nên phải đeo mắt kiến vô cho người ta khỏi thấy mình gian đó, thấy chưa đó. Cho nên á cái bình luận mà người ta gửi tới cho em hỏi ý kiến em á, cái chữ YouTube ở trong đó đó, nó nói cái chữ gì mà chào bạn á, tôi là nhân viên của YouTube gì đó, là có chữ YouTube ở trong, mà cái chữ YouTube không á họ cũng viết sai nữa, là biết họ không ăn học rồi
Thôi nên khỏi miễn bàn tới chuyện đó. Với nữa cái thứ hai đó, YouTube đó mình mà bị vi phạm cái gì đó là không có bình luận nha các bạn, cũng không có tin nhắn, không có gì hết. Họ chỉ là gửi điện thư là email đó, họ gửi vô cái trực tiếp cái email của mình. Họ thông báo đó, có người đó là khuyến cáo hay là cái gì đó, có người đánh copyright strike, đánh bản quyền, hay là nó là cái bạn của bạn nó vi phạm bản quyền chẳng hạn như vậy, thì YouTube sẽ gỡ trực tiếp cho các bạn, chứ không có thằng nào mà nó vô bình luận mà nó nói tôi là nhân viên của YouTube cả. Các bạn biết không, YouTube không bao giờ mà tìm mình đâu, đừng có lo. Bây giờ các bạn mà gọi điện thoại tìm họ cũng chưa chắc gì ra. À, có số điện thoại sẵn trên YouTube á, ở Cali này nè, các bạn gọi đi, trái máy luôn, còn không ai bắt phone á. Chứ nói làm chi mà người ta vô mình rảnh rỗi người ta vô bình luận, không có rảnh gì đâu các bạn ơi. Cái đó là tung quả mù đấy, để mà hù con nít chơi thôi. Còn cái thứ hai đó, em muốn khuyên các bạn đó, những người nào mà đang yêu thương các bé đó, thì hãy giữ lòng cho chắc, chứ đừng có giống như kẻ đi trước á, yêu thương lấy tiếng xong đạp cái dầm mất tiêu, thấy không? Lúc nào cũng vậy. Nếu như mình thật sự mình yêu thương các bé thì mình hãy giữ lòng làm như vậy nha. Phải có cái niềm tin, phải có cái lập trường, chứ đừng có mình nói mình yêu thương các bé bây giờ để mình lấy cái tiếng tâm để cho người ta thương mình, cái sau đó mình đạp bên các bé cái dầm, cái đó là họ đều không tốt. Cái đó người ta gọi là ăn cháo đá bát đó các bạn biết không, hay là chỉ là mượn thừa cơ thôi. Cái này người ta gọi là nhân hòa địa lợi gì đó, thấy cái đúng lúc đúng thời cơ vậy đó, cái nhảy vô để mà lấy, giống như có những người đi trước họ đã làm qua rồi đó, các bạn hiểu là ai rồi. Thì cái chuyện đó nó không có tốt, nó không có tốt cho cái tâm của mình. Thì các bạn cũng biết đó, những người mà đi nhà này nhà nọ mà gõ cửa mà hăm dọa đó là đa số là người lưu manh, là dân giang hồ, các bạn hiểu không? Mà tại sao đó là họ lại đi phao tin đó để dàn pha những cái tình thương của cộng đồng mạng? Thì tại vì đó bên fan của các bé đó mạnh quá, cho nên họ phải dàn pha để mà cho chia rẽ đi cái tình yêu thương của các bé. Chứ bây giờ đó các bạn nghĩ coi, nếu như mà họ không phải là người lưu manh á, không phải là cái người gian ác á, thì tại sao họ làm những cái chuyện đó? Mà các bạn thấy không, họ đi chửi người ta mà người ta đâu có chửi lại, người ta cũng đâu có làm gì đâu, mà người ta mà chửi người ta moi móc những cái chi tiết nhỏ nhỏ. Chẳng hạn như Nhất Nguyên á, mà ca một cái đó là bị họ nhảy vô họ chửi, giờ chưa chắc gì họ ca hay được gì mà cứ vô họ chửi. Thì những cái đó là những cái làm cho đánh phải nói là dương đông kích tây, chơi đi những cái trò đó là chơi tâm lý thôi các bạn ơi, không có làm gì được cái gì đâu. Và cái thứ hai đó, bây giờ đó họ đã lên lưng cọp rồi, họ phải làm cho xong luôn. Thí dụ như tại sao bây giờ họ đi làm dương đông cách tây, họ khuyên khuyết người ta đừng có nói về bên năm chú tiểu nữa. Tại sao? Thì tại vì họ đã lên lưng cọp rồi, họ đó họ sợ, tại vì cái khu vực ở đây nè họ đã quen biết hết rồi, các bạn hiểu không? Cho nên á, cái này thì họ không sợ, nhưng mà họ sợ ở trên đây đó. Khi mà những người mà binh vực mà phân tích hay quá đó, thì họ đi cho tặng ly cà phê gì đó, họ tới gõ cửa, thì đó làm chuyện những chuyện đó đó. Thì những người phân tích hay đó, họ sợ phân tích hay quá, họ sợ những người khác hiểu được những cái cốt truyện, cho nên họ sợ là đưa những cái tư đó là đưa, có thể là đưa lên tới được cái những người trên đây. Và những người trên đây mà dòm ngó xuống á, mà cái vấn đề họ sợ đó là không phải những vấn đề mà họ đang hãm hại bên các bé, mà là vấn đề là cái đường dây của họ đang có. Các bạn hay biết không, những cái người mà đường dây đang có đó là làm gì? Dân cho dây lãi cao, dân giang hồ, anh chị không à các bạn ơi. Đó, các bạn hiểu không tại sao mà rất là có nhiều người họ đó không có dám đụng tới là vậy đấy. Họ sợ lắm. Cho nên các bạn biết mà những cái người mà trong người trong giang hồ hay những người mà lưu manh gì đó, các bạn hiểu không? Thì là những người gì? Những người không có lương tâm, phải không? Các bạn có thấy không? Người ta, cái gia đình của các bé đó đâu có làm gì sai đâu, phải không? Họ cứ moi mọ một cái chữ phun cái nước miếng ra đó cũng bị họ chửi, mặc cái áo có cái cô gái trên đó cũng bị họ chửi, mà ca lên họ cũng bị họ chửi, nói chung làm cái gì cũng bị họ chửi, kể cả mà đi cầu cũng họ cũng rình nữa, các bạn biết á. Hay không? Cho nên á, họ sợ là sợ cái gì? Họ sợ ở trên đây nè nhòm ngó xuống và phát hiện được những cái đường dây của họ như thế nào. Cho nên họ sợ là sợ cái đó. Cho nên họ bây giờ đó họ phải bỏ tiền ra, phong tin ra để mà làm gì? Để làm gì ha? Để mà che đi. Câu là dương đông kích tây đó các bạn hiểu không? Cho nên á, các bạn cứ suy nghĩ như thế này. Tại sao đó
Nếu như mà họ là những con người mà bình thường đi, mà tại sao cho người này đi ngồi gõ cửa để mà hăm dọa? Ha, các bạn thấy chưa? Ha, mà những người đi hăm dọa đó là những người lưu manh. Mà những người lưu manh đó đó là có người sai. Mà cho đó đó có khắp nơi như vậy đó, tức là một cái tổ chức, các bạn hiểu không? Cái này đó là không có cái chuyện bình thường đâu. Cho nên đó, họ sợ ở trên dòm ngó xuống là gì? Là điều tra những cái sự việc mà họ đang làm, chứ không phải điều tra cái sự việc mà họ hại các bé. Họ hại các bé là chuyện nhỏ thôi, mà những cái chuyện mà họ đang làm bây giờ này, cái đường dây của họ đó, họ sợ bị những cái chuyện đó đó, các bạn hiểu không? Đó, cho nên như vậy đó, họ mới phao tin ra, họ hù người này, họ hù người nọ. Chết cha chưa, có một người đó cũng đang bị hù đó các bạn ơi, rất là nhiều. Cho nên đó, các bạn hãy suy nghĩ cho kỹ. Tại sao á, lý do gì á mà họ đi đồn nhảm là để cho tất cả fan không có yêu thương các bé nữa, thấy không? Tại vì bây giờ đó cái thời đại là 4.5 chấm, 6 chấm, 7 chấm gì đó, cho nên họ rất là sợ. Chỉ cần một người nào mà phao tin ra hay này nọ đó, mà nhiều người theo dõi đó, thì họ sợ. Phân tích hay quá thì họ sợ, cho nên họ phải đi hù dọa, hăm dọa, hoặc là bỏ tiền ra bài đãi cà phê chẳng hạn, các bạn hiểu không? Nhưng mà họ quên cái này, chúng ta đó, cho dù có thế lực gì đi nữa, nhưng cũng không bao giờ mà sống được trên cái pháp luật và luật nhân quả. Bây giờ mình sống cái hiện tại đi, bây giờ mình sống á, nên mình không thể nào mình trên được cái pháp luật cả. Nếu như người nào mà vỗ ngực á, nói là ta sống trên pháp luật đó, coi chừng đi tù đó nha. Bây giờ đó thì chưa có sao hết, nhưng mà chờ đi, coi chừng đi tù đó. Những cái chuyện đó đó nó rất là quan trọng. Tại vì sao mà đất nước, mỗi đất nước á, đều có luật pháp để cho dân an, chấn an cho dân được tốt đẹp, và để mà né những cái người mà phạm tội, để mà hại dân, hại nước, các bạn hiểu không? Cho nên á, những cái người mà đang cho rằng họ sống trên pháp luật á, thì coi chừng á nha. Các bạn coi đi, để ý đi, từ xưa tới giờ đó có rất là nhiều người mạnh lắm nhưng mà vẫn bị bắt, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên á, một lời khuyên của em á, mình sống làm sao, mình sống cho bằng cái tâm. Những gì mình làm á, không phải là người ta không biết đâu, người ta biết hết, nhưng mà tại vì sao? Tại vì nó chưa tới lúc ha. Cho nên không có ai đó, từ xưa tới giờ không ai một tay mà che chờ cả. Cho nên bây giờ các bạn mới biết á, tại sao rất là nhiều người rút lui. Tại vì họ biết được kế hoạch, và họ biết được như thế nào sẽ xảy ra, trước gì sẽ xảy ra. Hoặc là họ sợ này sợ nọ. Ha, thấy chưa? Những người á mà sợ này sợ nọ, mà ham danh thắng lợi đó, là những người đó là vong ơn bội nghĩa không à. Các bạn hiểu không? Tức là người ta thấy lợi cho mình, người ta mới giúp. À, mà không có lợi thì người ta không có giúp. Ủa mà nãy giờ em nói gì, các bạn có hiểu không vậy? Thật sự em cũng không hiểu nữa. Uống cà phê một chút cái đã. À, bây giờ em giải thích thêm đơn sơ thôi. Ở đây á, là một cái xóm. À, cái xóm, cái trưởng làng này đó là quen biết nhau hết. Cái trưởng làng này đó là quen người này quen nợ quen hết. Cho nên á, trong cái chỗ này, trong cái xóm này đó là trưởng làng được bảo kê hết rồi. Cho nên á, họ muốn làm gì họ làm, không sao hết. Nhưng mà cái làng kế bên nó to lớn hơn như vậy nè, họ sợ cái làng kế bên dòm ngó xuống. Khi mà dòm ngó xuống á, thì họ sẽ phui ra những cái kế hoạch, những cái đường dây họ đang có bây giờ. Ha, các bạn thấy chưa? Nhiều khi đó, những cái nghề mà mình làm giống như làm bên ngoài như vậy đó, là chỉ là cái che mắt cái thiên hạ thôi. Cho nên thật ra đó, họ là như thế nào? Thì các bạn tự hiểu đi. Một con người bình thường, không có ai cho người khác đi gõ cửa mà hăm dọa hết các bạn ơi. Hiểu chưa? Đó. Nhưng mà pháp luật lúc nào cũng phải trên hết. Pháp luật đây là phải đè họ như vậy nè, các bạn hiểu không? Nên á, bây giờ họ rất là sợ, cho nên họ đã lên lưng cọp rồi, họ phải chờ tớ luôn. Trời ơi, hai con chim đánh lộn. Ô ôi, nó đánh. Quay. Một con. Nó ê, hai đánh một hả? Sao chơi dơ vậy? Nói không được, thôi, không quay. Hai đánh một không chơi. Đó, các bạn hiểu như cái nãy giờ em nói gì không? Cho nên á, bây giờ họ rất là lo lắng. Họ lo lắng cái gì? Lo lắng là bên trên dòm ngó xuống hơi, cho nên họ phải phao tin ra để mà che lấp lại những cái người, những cái kênh YouTube mà đang phân tích hay. Phải không? Các bạn thấy chưa? Đó, họ sợ lắm. Nhưng mà các bạn để ý như thế này, những người mà không yêu thương các bé đó toàn là nói chuyện tục tiểu không à. Ha, đâu có ai được bình thường, đâu có ai được đàng hoàng đâu. Thế các bạn thấy không? Những người đàng hoàng đó thì họ không thèm xem nữa. Thí dụ họ tin theo bên kia là bên đây là làm bậy làm bạ gì thì họ không thèm xem nữa thôi, chứ họ không có vô chửi này chửi nọ. Còn những người mà chửi này chửi nọ đó là những người phe của họ, để làm gì? Để vô đây phân tích, để mà phân tán cái tâm lý thôi, cái tinh thần thôi, chứ bị chuyện này chuyện bình thường, không có gì đâu. Nhưng mà những cái người mà đang vong ơn bội nghĩa đó, các bạn biết không,
thì sau này đó chờ sẽ phạt cho coi. Và những người mà làm bậy đó thì sau này bị gì? Bị luật pháp trừng trị cho coi. Không thể nào mình sống ngoài vòng pháp luật được hoài đâu. Chỉ một thời gian nho nhỏ thôi. Các bạn hãy chờ đi nha. Thôi em xin chấm dứt cái video tại đây. Thì ai hiểu được cái gì thì cứ hiểu. Nhưng mà cái đó là cái kế hoạch mà dương đông kích tây của bọn họ thôi nha các bạn. Cho nên các bạn phải hiểu rằng không có ai sống trên pháp luật cả. Ai cũng phải dưới pháp luật. Cả Tổng thống Trump cũng phải sống dưới pháp luật. Không bao giờ ông vỗ ngực mà ông sống trên pháp luật cả. Đó, các bạn thấy chưa? Cho nên á, cuộc đời này đó nó hay lắm. Đừng có ỷ bây giờ là mình đang lộng hành. Nhưng mà ha ha ha, có người đang âm thầm đấy nhé. Thôi, em nói thôi, vậy thôi. Bye bye. Ôi mà nhớ nha. Đừng có tin em nói gì hết. Em á chỉ là thằng nổ thôi chứ không có biết cái gì hết nha các bạn. Cái thằng nổ này đó nó chỉ biết đi lụm ve chai thôi, nó chứ nó không có biết cái gì hết. Đừng có tin nó, các bạn biết chưa? Nè, nếu như có yêu thương em thì hãy tặng cho em một cái đăng ký nhé. Thì hãy theo dõi tiếp tục tình hình kế tiếp nó sẽ ra sao. Thì sau này em sẽ tiết lộ cho các bạn biết những cái sự kiện nó như thế nào. Hãy bình luận cho em biết các bạn hiểu em nói gì không nha. Và đừng có tin những kẻ hăm dọ nha. Tại vì họ hăm dọ là sao? Tại vì họ muốn che mắt thiên hạ thôi. Đừng có lo, không có gì xảy ra đâu. YouTube không có đánh sập kênh của các bạn đâu. Trừ khi các bạn đừng có đánh, đừng có kiểu như mà làm không đúng điều lệ theo YouTube, tức là vi phạm bản quyền hay là vi phạm những cái điều lệ của nó, của YouTube thôi. Chứ ngoài ra các bạn muốn yêu thương ai, các bạn muốn nói ai á, không quan tâm. Chỉ có pháp luật quan tâm thôi. Thí dụ như họ không thích bạn á thì họ có thể đi kiện bạn thôi, chứ thằng YouTube nó không bao giờ mà đánh sập kênh các bạn đâu. Tin em đi. Ôi nhưng mà em thằng nói xạo thôi. Đừng có tin. Thôi em bye bye nha. Nói lớn quá đó mới còn gián điệp á, nó dí theo nó thả cất dịch là chết em luôn đó. Thôi bye bye.